Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Tiếp theo trong bản tin là một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Mỹ, hàng ngàn chuyến bay bị hoãn sau lễ tạ ơn, nguy cơ lốc xoáy bão lớn ảnh hưởng đến 30 triệu người. EU không đạt được thỏa thuận về áp trần giá dầu của Nga. Úc lần đầu tiên hạ mức cảnh báo khủng bố từ năm 2014. UNESCO khuyến nghị đưa rạn san hô Ray Barrier Reef vào danh sách đang gặp nguy hiểm. Công ty mẹ của Facebook Meta bị châu Âu phạt 275 triệu đô la Mỹ. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Hàng ngàn chuyến bay ở Mỹ đã bị hoãn sau lễ tạ ơn, nguy cơ lốc xoáy bão lớn ảnh hưởng đến 30 triệu người. Người Mỹ đang phải chật vật trở về nhà sau một đợt thời tiết xấu khiến hàng ngàn chuyến bay bị hoãn trong dịp cuối tuần của kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Dự báo bão trong thứ ba cũng đe dọa thêm tình trạng hỗn loạn du lịch. Theo trang web theo dõi flyaware.com, hơn 6.000 chuyến bay nội địa, chuyến bay vào hoặc ra khỏi Hoa Kỳ đã bị hoãn hoặc bị hủy vào chiều thứ hai. Trước đó một ngày, gần 7.000 chuyến bay cũng bị hoãn trong những ngày du lịch bận rộn nhất trong năm. Năm nay được dự đoán là năm bận rộn thứ ba đối với hoạt động du lịch trong lễ tạ ơn kể từ khi Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ AAA bắt đầu theo dõi vào năm 2000. Mưa lớn và dông bão ở miền Nam và tuyết ở Tây Bắc Thái Bình Dương đã góp phần gây ra một số vấn đề về du lịch sau lễ tạ ơn, và thời điểm nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt. 30 triệu người có nguy cơ gặp thời tiết khắc nghiệt. Một cơn bão từ dãy núi Rocky được dự báo sẽ mang đến thời tiết khắc nghiệt như gió lớn đến lốc xoáy, trải dài từ bang Illinois và Indiana đến Texas. Các nhà khí tượng học cảnh báo rằng khoảng 30 triệu người ở miền Trung Nam Hoa Kỳ sẽ có nguy cơ gặp dông bão nghiêm trọng chỉ trong hôm thứ Ba. Gió giật từ các cơn bão thường đạt tốc độ 60 đến 70 dặm một giờ và có thể lên đến 85 dặm một giờ. New Orleans, Atlanta, Nashville, Birmingham có thể bị ảnh hưởng. Hành khách có thể bị hoãn thêm nhiều chuyến bay ở phía bắc vùng có dông bão ở Trung Tây và Đông Bắc từ thứ Ba đến thứ Tư. Ngoài ra, tuyết sẽ bắt đầu rơi trên các khu vực của miền Bắc và đồng bằng miền Trung. Vào thứ Ba, tuyết sẽ bao phủ thung lũng sông Missouri đến thượng lưu sông Mississippi. Dự báo sẽ có tuyết rơi dày trên các phần của Thượng Đại Hồ và cảnh báo mùa đông được ban hành trong khu vực. Tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Khi Ukraine tấn công Nga ở phía nam, Điện Kremlin đang dập tắt suy đoán rằng lực lượng của họ sẽ rút khỏi khu phức hợp hạt nhân Zaporizhia. Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga không có kế hoạch chấm dứt việc chiếm đóng nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, nơi cung cấp 20% điện năng cho Ukraine trước chiến tranh. Thông báo bất thường này được đưa ra sau khi một số blogger quân sự thân Nga cho rằng lực lượng của Moscow sẽ rút lui và sau khi các quan chức Ukraine nói rằng có dấu hiệu cho thấy Nga đang thực hiện các bước để rút khỏi khu vực. Các nhà phân tích quân sự cho biết không có dấu hiệu cho thấy Ukraine đang đe dọa sự kiểm soát của Nga đối với nhà máy. Nhà máy Zaporizhia đã bị pháo kích nhiều lần và đã ngừng hoạt động tất cả các lò phản ứng như một biện pháp an toàn. Các nhân viên Ukraine của nhà máy nói họ đã bị binh lính Nga lạm dụng và giam giữ. Ở phía nam, Nga đang củng cố các tuyến phòng thủ sau khi rút khỏi Kherson. Ở phía đông, Ukraine đang vật lộn để giữ lấy thành phố Bakhmut. Nga hoãn đàm phán hạt nhân với Mỹ. Cuộc họp về Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân New START giữa Nga và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra tại Ai Cập đã bị lùi ngày tổ chức mà không rõ nguyên nhân. Đại sứ quán Mỹ tại Nga nói rằng quyết định do Moscow đưa ra nhưng cũng từ chối công bố thêm thông tin. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẵn sàng xếp lịch làm đàm phán lại vào thời điểm sớm nhất và nhấn mạnh nối lại việc giám sát kho vũ khí hạt nhân theo thỏa thuận của hai bên là ưu tiên hàng đầu.
không đạt được thỏa thuận về áp trần giá dầu của Nga. Liên minh châu Âu đã không thống nhất được giá trần dầu Nga do Ba Lan yêu cầu con số thấp hơn nhiều so với đề xuất, theo các nhà ngoại giao châu Âu. EU chưa từng công bố thời điểm nối lại thảo luận về giá trần giá dầu Nga. Trong trường hợp EU không đạt được thỏa thuận, họ sẽ phải áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn được thống nhất vào hồi giữa năm, bao gồm cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu thô Nga từ ngày 5 tháng 12 và các chế phẩm xăng dầu từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Các quốc gia thuộc nhóm G7 trước đó đề xuất phương án mềm mỏng hơn lệnh cấm của EU để giữ ổn định nguồn cung dầu cho nền kinh tế toàn cầu, bởi Nga cung cấp 10% lượng dầu của thế giới. Theo đó, EU và các khách hàng toàn cầu sẽ tiếp tục mua dầu thô của Nga với giá bằng hoặc thấp hơn mức G7 thống nhất là 65-70 đô la một thùng. Tuy nhiên, Ba Lan, Latvia, Estonia cho rằng điều này khó cắt nguồn doanh thu cho Nga vì dầu thô của nước này đang được giao dịch ở mức 63,5 đô la Mỹ. Đồng thời kêu gọi áp giá trần 30 đô la một thùng đối với dầu của Nga, do các công ty vận chuyển và bảo hiểm quan trọng của thế giới đều có trụ sở tại các quốc gia G7, mức giá trần sẽ khiến Moscow rất khó bán dầu của họ với giá cao hơn. Úc lần đầu tiên hạ mức cảnh báo khủng bố kể từ năm 2014. Úc đã hạ mức đe dọa khủng bố xuống mức có thể, từ mức có thể xảy ra lần đầu tiên sau 8 năm, với lý do giảm nguy cơ bị các phân tử cực đoan tấn công. Mức độ này đã được nâng lên vào năm 2014 do lo ngại về số lượng người Úc được cho là đang chiến đấu ở nước ngoài với các nhóm chiến binh Hồi giáo và khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố của những kẻ cực đoan ở Iraq hoặc Syria. Nhưng cơ quan gián điệp tổ chức tình báo an ninh Úc, viết tắt là ASIO, cho biết các yếu tố dẫn đến mức đe dọa không còn tồn tại hoặc chỉ tồn tại ở mức độ thấp hơn. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc An ninh của Úc cho rằng sự thay đổi này không có nghĩa là tất cả các mối đe dọa khủng bố đã bị dập tắt. Có khả năng ai đó sẽ chết dưới tay bọn khủng bố ở Úc trong vòng 12 tháng tới, ông nhấn mạnh. UNESCO khuyến nghị đưa rạn san hô Great Barrier Reef vào danh sách đang gặp nguy hiểm. Theo khuyến nghị của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, rạn san hô Great Barrier của Úc nên được liệt kê là di sản thế giới đang gặp nguy hiểm. Theo đó, hội đồng cho biết hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi biến đổi khí hậu và sự nóng lên của các đại dương. Các đợt tẩy trắng thường xuyên đang đe dọa rạn san hô. Trong vòng 7 năm qua đã xảy ra 7 đợt tẩy trắng san hô và đợt đầu tiên xảy ra trong hiện tượng La Nina, hiện tượng thường mang lại nhiệt độ mất mát hơn trong năm nay. Quá trình tẩy trắng xảy ra khi nước ấm lên quá nhiều, khiến san hô đầy lớp tảo đầy màu sắc, sống trong mô ra khỏi cơ thể và chuyển sang màu trắng. Báo cáo của các nhà khoa học thuộc UNESCO, những người đã đến thăm rạn san hô vào tháng 3 cho biết, khả năng phục hồi của rạn san hô sau các tác động của biến đổi khí hậu bị tổn hại đáng kể. Tuy nhiên, Bộ trưởng Môi trường Úc cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy UNESCO không đưa rạn san hô vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu đang đe dọa tất cả các rạn san hô trên toàn thế giới. Chính phủ đảng lao động được bầu gần đây của Úc đã cam kết chi 1,2 tỷ đô la Úc, tương đương với 800 triệu đô la Mỹ trong những năm tới để bảo vệ rạn san hô. Quốc hội vào tháng 9 đã thông qua luật về mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Meta bị châu Âu phạt 275 triệu đô la Mỹ vì vi phạm luật bảo mật dữ liệu. Meta đã bị cơ quan quản lý quyền riêng tư dữ liệu của Ireland phạt khoảng 275 triệu đô la vì không ngăn chặn tin tặc lấy thông tin cá nhân của hơn 500 triệu người dùng Facebook vào năm 2019. Kể từ mùa thu năm 2021, Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland đã phạt Meta 912 triệu euro sau khi đã phạt Instagram và WhatsApp với các cáo buộc vi phạm về luật bảo mật dữ liệu chữ ký của châu Âu, được gọi là quy định chung về bảo vệ dữ liệu.
Đầu mùa thu này, Meta đã bị phạt 405 triệu euro do Instagram chia sẻ dữ liệu trẻ em, mức phạt GDPR lớn thứ hai trong lịch sử. Các hành động thực thi khác vào tháng 3 năm 2022 và tháng 9 năm 2021 dẫn đến các khoản tiền phạt lần lượt là 17 triệu euro và 225 triệu euro. Cuộc điều tra đã bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái sau khi Business Insider báo cáo rằng hơn nửa tỷ thông tin chi tiết của người dùng Facebook đã được đăng trên một trang web tin tặc ngầm. Vào thời điểm đó, Facebook cho biết những kẻ độc hại đã lạm dụng công cụ nhập liên hệ của công ty để lấy số điện thoại đã biết với hồ sơ của người dùng Facebook trước khi thu thập thêm thông tin hồ sơ của họ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có video tin tức được cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Kính mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.